em giới thiệu cho anh chị một cặp đôi sedan hạng B giá rẻ nè anh chị. Xe qua sử dụng nha, xe đi lướt. Một con đi có 4.000 thôi, một con đi 6.000. Đây là phiên bản cao cấp nhất của Astray nha anh chị. Chiếc màu xám nó rẻ hơn chiếc màu trắng 10 triệu. Chiếc này 450, đi 4.000. Chiếc kia 460, đi 6.000. Và có hỗ trợ trả góp nha. Anh chị trả trước trăm vài chục triệu thôi lấy được cái xe này về rồi. Thì đây là một trong những con sedan hạng B mà tiết kiệm nhiên liệu nhất trong phân khúc đó anh chị. Tại vì nó xài máy có 1.2 thôi, máy rất là nhỏ, 3 máy, hộp số CVT, vô cùng tiết kiệm nhiên liệu, tiết kiệm hơn cả Hyundai i10 anh chị. Nên anh chị cần tìm một cái con xe mà tiết kiệm nhiên liệu, kích thước nó vừa phải, nhỏ gọn, lanh lợi để chúng ta đi phố và bền bỉ, thì đây là một trong những cái lựa chọn mà giới thiệu cho anh chị nè anh chị. Màu xám nè anh chị, 4.000 ha, chạy có 4.300 thôi nè, 450 triệu. Xe sản xuất 2023, màu xám nhập Thái. Chiếc này màu trắng nè, chiếc đi 6.000. Chiếc này sơn zin 100% luôn nha anh chị, 460 triệu đi 6.000, 2023. Chiếc này khách hàng mua về đi tour Bắc Nam cái là bán luôn. Đấy, hai con xe này là gọi là xe lướt đó anh chị, xe đi ít, đời cao, xe nhập Thái hết. Dòng Astray này toàn bộ là nhập từ Thái Lan về. Anh chị muốn xem chi tiết á thì inbox cho em nhé. Em đã quay những cái video rất là chi tiết về hai con xe này rồi. Đây là phiên bản cao cấp nhất. Con kia thì có gắn thêm cái cảm biến lùi anh chị. Con này thì không có cảm biến, gắn thêm thì có triệu mấy thôi. Hoặc là anh chị mua thì em có thể tặng thêm cho anh chị. Dòng Astray Premium này là bản cao nhất ha. Ghế da rồi các thứ là nó full hết rồi. Các cái phụ kiện có sẵn theo xe thì anh chị sẽ được hưởng hết ạ. Thảm sàn này, ghế da hết. Màn hình đèn tự động, gạt mưa tự động rồi. Nó có cả ga tự động luôn nha anh chị. Đèn LED hết nha, bản Premium này, đèn công nghệ LED. Đèn sương mù cũng đầy đủ. Chỉ có cái thiết kế của nó là không có được hiện đại thôi anh chị. Chứ còn tiết kiệm nhiên liệu nè, giá thành nè, bền bỉ nè, sự tin cậy là anh chị hoàn toàn yên tâm nha. Thương hiệu của Mitsubishi đến từ Nhật mà. Đấy. Ngoài ra thì em có con Amera nữa, 2023 luôn, động cơ 1.0 turbo, hộp số CVT. Đi 20.000. Thì con này chạy sẽ sướng hơn, con này thì kích thước nó sẽ bự hơn anh chị, nó rộng hơn. Hai con này đều là sedan hạng B nha, con này thì nó bự hơn. Bự sát hơn, nó động cơ nó xài mạnh hơn anh chị. Rồi giá nó cao hơn. Chiếc này cao hơn chiếc này 50 triệu đồng. Đấy, anh chị quan tâm xe nào thì alo em nhé. Cảm ơn chị nhiều ạ.